Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 55. Những đức đọc một công đoạn để chúng ta học tập, quý vị. Niệm Phật là chánh hạnh. Kinh Di Đà chỉ dạy không thể nào dùng chút ít thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà được sinh về cõi cực lạc. Nên người niệm Phật phải thường niệm Phật làm chánh hạnh, lấy lục độ và vạn hạnh làm trợ hạnh. Không nên để tâm phan duyên với ngoại cảnh bên ngoài. Đối với các duyên xấu cần phải hết sức tránh xa. Đối với các duyên tốt cần phải nỗ lực tùy duyên mà làm. Nhưng phải có trí tuệ cân nhắc và có chừng mực, không nên bỏ gốc theo ngọn. Các hạnh chính và hạnh phụ lộn xộn, chỉ đuổi theo phúc báo chờ người mà quên mất việc lớn giải thoát sinh tử của chính mình. Công đoạn này tổ sư dạy mình lấy niệm Phật làm chánh, làm chính để tu. Và công đoạn nêu lên rằng không thể nào dùng chút xíu thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà sanh về nước cực lạc. Nên cần phải niệm Phật vì nhân duyên phước báo của Đức Phật A Di Đà viên mãn. Ngài đưa ra lời nguyện chúng sanh chí tâm tin ưa niệm danh hiệu của Ngài. Người thiếu duyên niệm Phật có duyên, người thiếu phước niệm Phật có phước, người thiếu đức niệm Phật có đức. Nên công đoạn này tổ sư nhắc nhở mình đừng nên chánh chợ lộn xộn, không rõ ràng. Cái bệnh này rất nhiều người bị, nghĩa là chánh chợ lộn xộn, không rõ ràng. Có khi lấy chánh cho là chợ, lấy chợ cho là chánh. Rất nhiều người niệm Phật, họ cũng nói phát nguyện sanh cực lạc, nhưng họ lại là đua theo phúc báo chờ người. Nên công đoạn này nhắc nhở rất quan trọng để mỗi một người chúng ta lấy niệm Phật làm chính, đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật. Nghe như vậy một cái thì cái tâm của chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc khỏe mạnh hay lúc bệnh đau đều niệm Phật, đem danh hiệu Đức Phật A Di Đà để áp dụng trong cuộc sống, áp dụng trong đi đứng nằm ngồi, chân thật niệm Phật. Đây là cái quan trọng nhất, không cái nào quan trọng bằng niệm Phật. Nên tổ sư đã có câu nói rằng nói tất cả việc tốt ở thế gian không bằng niệm một câu Phật hiệu. Nếu như quý vị hỏi lại vậy tại sao thầy cứ niệm Phật thôi, đi giảng làm gì? Nếu không giảng thì quý vị khó phát tâm niệm Phật. Ý nói quý vị đi đầu này đầu kia đầu nọ, quý vị muốn nói lời tốt không bằng quý vị niệm Phật. Còn nếu quý vị đã niệm Phật, gây dựng tín nguyện, có nhân duyên khuyên người niệm Phật thì nên chân thật khuyên người niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa.
Nếu như chúng ta chân thật áp dụng pháp môn tịnh độ, đây là pháp môn đại thù thắng, không thể nghĩ bàn. Nên ăn tổ ngày nay là chính cõi chúng sinh, nếu bỏ pháp môn tịnh độ này thì trên khó thế nào cầu Phật đạo, dưới khó độ chúng sanh. Nên chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ là gặp pháp đúng mùa. Mỗi một căn tính đều áp dụng và tu tập được. Mỗi lần lễ như kỳ này 30/4/1/5 nghỉ thêm suốt mấy ngày, bao nhiêu Phật tử gặp những đức, toàn là nghe pháp trên mạng, gặp mình mừng vô cùng. Có những người trí thức, có những người làm ăn kinh doanh, gặp mình rất mừng, rất vui, đều nói rằng ngày nào con cũng nghe thầy giảng, ngày nào con cũng niệm Phật với thầy. Gia đình con ngồi tam bảo, con vui sáng tối, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Máy niệm Phật chúng ta phổ biến khắp nơi nơi, đa phần người nào cũng được có máy niệm Phật. Nên pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm quý vị, có thể giúp chúng ta lìa khổ được vui. Pháp môn tịnh độ này có thể giải trừ được cái khổ đau hiện đời. Bao nhiêu người khổ đau đến mức cùng cực, không còn lối thoát, nhưng chỉ có pháp môn tịnh độ này mà giúp cho họ được cởi mở. Nên ngày nào chùa chúng ta cũng phát hành những buổi chia sẻ Phật pháp, đưa lên rất nhiều Phật tử coi đa dạng, nhưng quy nhất vẫn là gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên mỗi buổi nấu ăn như đó cũng chia sẻ Phật pháp, đều là khuyên niệm Phật trong cuộc sống, khuyên niệm Phật trong công việc. Như Đại Lão Hòa Thượng Ngai Hiền nói rằng, niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật. Người mà như vậy là người gì? Tín nguyện niệm Phật. Người gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì không có trở ngại, còn người không gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì trở ngại. Chúng ta không gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì chúng ta rất dễ quên câu Phật hiệu. Còn nếu như mình gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì trong mỗi lúc mỗi nơi, trong mỗi hoàn cảnh thượng nghịch, quý vị đều niệm Phật. Quý vị phải nhớ rằng một câu Phật hiệu này không đơn giản. Đây là cái quả giác tu đã thành mà Đức Phật A Di Đà tu vô lượng kiếp, Ngài đã phát nguyện danh hiệu của Ngài để cứu độ chúng sanh. Từ nơi đó mà một câu Phật hiệu này có thể giải quyết rất nhiều vấn đề cho nhiều người bị bế tắc. Nên chúng ta được gần gũi ngôi Tam Bảo, thường được nghe nhắc nhở niệm Phật. Mỗi người trong chùa cũng nhìn rõ ràng, chùa chúng ta đông người như vậy mà cuộc sống ổn định, ta từ đâu niệm Phật. Nên Phật tử khắp nơi nơi miền ngoài, dù mình sống ở những cái quốc gia đầy đủ vật chất, nhưng nếu như chúng ta không niệm Phật thì dù có vật chất đầy đủ cỡ nào, nó cũng là giả tạm mà thôi. Nên có bài kệ như Đức thường đọc: trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, say mộng hay tỉnh mộng chỉ là mộng mà thôi. Quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ, cuộc đời chúng ta đến với cuộc đời này mấy mươi năm, dù chạy theo danh lợi cỡ nào, cuối cùng như người khờ đi buổi trưa bắt bóng, thấy bóng của mình tưởng đâu ai cứ đi chụp cái bóng, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ là kẻ khờ đi bắt bóng. Phải nhận thức cho cực kỳ sâu sắc, nếu làm kẻ khờ đi bắt bóng thì mấy mươi năm cuộc đời của mình đúng là mộng. Dù mộng có đẹp cỡ nào thì cũng là mộng. Nên ở cõi này nếu nói về hưởng thụ thì hưởng thụ được bao nhiêu quý vị? Có gì đâu mà hưởng thụ, hưởng thụ được bao nhiêu đâu. Chỉ có thế giới cực lạc mà tuổi thọ vô lượng, toàn là sống với bậc thượng thiện, thì đây mới là thật sự chỗ hưởng thụ. Đây là chỗ rất quan trọng mà ta phải về. Bây giờ mình đối với thăng bằng quyến thuộc của mình có thăng thiết cỡ nào đi chăng? Nhưng khi một hơi thở thở ra không hít vào thì dù ta với họ không có thể nào biết nhau, dù có gặp mặt nhau cũng không biết nhau. Đời trước là vợ chồng, cha mẹ hay con cháu. Nên mới nói là duyên hợp duyên tan,
Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Nên cuộc đời này nhiều người không hiểu, cứ đi vào cái chỗ tình chấp nặng nề. Đây là vợ tôi, chồng tôi, cha mẹ tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi. Từ khi gặp nhau đã bồi dưỡng một nhân duyên không thể nào xa cách. Khi một ngày nào xa cách thì đau khổ cùng cực, không tưởng tượng được. Vì thấy có những mối tình trong cuộc đời khổ đau đến mức không tưởng tượng được khi xa nhau. Nên Phật nói xa lìa khổ. Còn ở cõi này cầu không được cũng khổ, mà đã cầu được rồi thì dính mắc khổ. Lúc mùa dịch có hai vợ chồng già này, khi bà vợ chết đi thì ông cha khóc lóc kêu gào, ôm bà nựng bà, kêu bà ơi bà tỉnh dậy đi bà, hung bà mà cái xác đã chết. Cái kỵ vô cùng là khi chết rồi lôi kéo khóc lóc kêu gào. Đây là cái khổ đau của chối buộc nhưng phải xa nhau. Thì biết rằng có những người đến với nhau cả cuộc đời là vợ chồng, nhưng khi xa nhau thì mỗi ngày kể lễ. Có những người chết rồi mỗi lần thắp nhang thì kể lễ, kể là chuyện xưa này kia. Đau khổ vô cùng khi gia đình có người mất đi. Chúng ta chỉ có đau khổ, chúng ta không biết được cuộc đời cuối cùng cũng tới mình. Và mình cũng là những con người sẽ đi đến cái chết. Khi một hơi thở thở ra, không hít vào, chúng ta có mang cái gì theo được đâu quý vị. Nên trong cái cõi đời này nhờ nghe được Phật Pháp, nó mới biết được cái việc duyên hợp duyên tan. Cuộc đời này chúng ta cũng là diễn tuồng cho giống, nhưng chúng ta hiểu được nó rất là hư giả, không có gì thật cả. Hiểu được những nguyên lý này rồi, quý vị sẽ sống rất là vui, sống rất là an lạc. Và khi cuối cuộc đời, quý vị sẽ hướng đến cực lạc mà về. Quý vị coi ở cuộc đời này chúng ta hưởng thụ bao nhiêu thời gian. Có người 80 tuổi, 100 tuổi đi chứ, hưởng thụ được bao nhiêu thời gian. Từ khi còn nhỏ đến 20 hai mấy tuổi, dính vô một gia đình, bắt đầu lo kinh doanh làm ăn. Rồi mấy mươi năm lam lũ cực khổ, đến khi có sự nghiệp thì tới tiếp tục lo cho con. Lo cho con chưa rảnh rỗi, xong tới tuổi già thì phải chịu cái tháng già lụm cụm, đau chỗ này nhức chỗ nọ. Có những người điếc tai mờ mắt, lẫn lộn, không hiểu gì hết. Có những người già đi phân ra bóc phân ăn, chay tầm lum. Đây là việc trong chùa mình mà những đức nhìn thấy rất rõ ràng. Nên thấy được cái vô thường của cuộc đời rất rõ ràng. Nên nhận thức rằng ở cõi này nếu chúng ta không quyết chí niệm Phật sanh về thế giới cực lạc thì ở cõi này quá giả tạm. Nên khi chúng ta có những lúc lắng động tâm như vậy, dù thời gian mười mấy hai mươi phút, nhưng đó là sự nhắc nhở mình, giúp cho người trong chùa cũng siêng năng niệm Phật. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mỗi một con người chúng ta làm việc thiện, việc tốt gì thì mình hưởng, không ai hưởng giùm cho mình cả. Đừng bao giờ nói rằng tôi oán ức hoặc là tôi làm nhiều, làm hơn họ. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Quý vị phải nhớ rằng nếu hiểu được vô thường thì sẽ nỗ lực tạo cái cầm theo. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói một câu rằng con người cứ tạo cái mà không cầm theo được, cái cầm theo được thì không tạo. Cũng như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, khi Ngài giảng pháp, có nhiều người quý trọng, thương yêu, quý mến Ngài. Có một vị cư sĩ quý trọng Hòa Thượng quá, mời Hòa Thượng đến tiệm đồng hồ mua cho Ngài, cúng dường cho Hòa Thượng một chiếc đồng hồ. Xong dẫn Ngài đến tủ bảo hiểm để coi tủ bảo hiểm. Ông mở tủ bảo hiểm ra, nào là vàng bạc châu báu quá nhiều, kim cương
hột sòn rất nhiều. Đây lâu rồi Tường Tình không hỏi ông một câu, ông có bao nhiêu đây thôi sao? Ông chỉ có bao nhiêu đây à? Hòa Thượng Tình Không vô cùng kinh ngạc. Không, ông cư sĩ vô cùng kinh ngạc. Không lẽ Hòa Thượng có nhiều như vậy? Bao nhiêu đây là nhiều rồi. Hòa Thượng có nhiều lắm sao? Hòa Thượng Tình Không ngày nói rằng tôi có rất nhiều. Nếu như có của cải vật chất để trong tủ bảo hiểm, lâu lâu đến mở tủ bảo hiểm ra coi, có khi coi mà còn nhìn giáo giác có người coi hay không, coi sờ mó nhìn ngó, chỉ như vậy thôi. Như vậy thì tôi đi đến tiệm vàng bạc đá quý, tôi đều kêu họ mở tủ ra cho tôi coi, tôi cũng coi sờ mó xong trả lại thì cũng là của tôi. Đại lão và Thượng Tịnh Không này nói rằng vì sao ngu si như thế, cái không cầm theo được cứ bo bo giữ gìn như vậy, cuối cùng có cầm theo được đâu. Còn tạo cái cầm theo được thì không chịu tạo. Thiệt là vô cùng dại khờ. Cái cầm theo được cố gắng tạo đi. Tại sao tạo cái không cầm theo được? Nhận thức cho cực kỳ sâu sắc. Khi nhận thức được rồi, cuộc đời này chúng ta sẽ nỗ lực tu duyên tu phước. Hết lòng hết dạ, tu duyên tu phước. Nên mới nói rằng trần gian giống là mộng, thực hư cũng là mộng, say mộng hay tỉnh mộng chỉ là mộng mà thôi. Tổ sư nói rằng con người cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Con người chúng ta cứ để già đi trong bận rộn, cứ bận rộn suốt không có thời gian. Lúc mới đến với nhau thì bận cho một gia đình nhỏ, có con bận cho con, có cháu bận cho cháu, khi cưới vợ gả chồng cho con thì bận về gia đình cho con. Có khi tới tuổi già rồi tiếp tục tắm rửa cho cháu, rửa móng cho cháu. Bao nhiêu người già như vậy, nếu không nhờ nghe Phật pháp thì những người già này làm sao cởi mở được quý vị? Nếu như họ không cởi mở thì cuộc đời của họ đúng là vô nghĩa. Nhờ họ nghe họ cởi mở được thì họ sống có ý nghĩa. Còn nếu họ không cởi mở được thì đúng là vô nghĩa. Mấy mươi năm cuộc đời vô nghĩa. Nên mỗi người phải nhận thức cái cõi đời giả tạm. Từng đời ông bà chúng ta đã ra đi, cuối cùng có mang theo được gì đâu. Nên bản thân những đức, có những lúc bệnh đau như bữa nay bệnh cảm sốt, ho, đau cổ. Ho rất là đau cổ. Nhưng mà làm việc không có nghỉ. Mấy ngày nay lễ xuyên suốt, công việc xuyên suốt. Nấu ăn phải chuẩn bị món đồ ăn cho Phật tử về tu tập. Bằng cả tấm lòng mình chừng nào vẹp nằm tại chỗ thôi. Còn đứng lên được làm được là cố gắng. Nhờ gầy dựng như vậy mà cuối cuộc đời chúng ta khi tuổi già, bản thân mình mới có phương hướng giải thoát. Nếu không thì dù tu cả mấy mươi năm cũng gặp sự bệnh đau, ngã ngửa bị trói buộc cử từ danh lợi, từ ái nhiệm, không thoát ra được. Nên tất cả các cụ trong chùa phải siêng năng niệm Phật. Các cụ ngoài đời có gặp hoàn cảnh con cái đối xử tệ bạc, hay nàng dâu hỗn ẩu với mình, hay chàng rể có thường, hay cháu chắt hỗn ẩu với mình, chúng ta nghe Phật pháp, hiểu về định luật nhân quả, thiếu nợ thì trả đi, tán quan làm gì. Cụ cứ nghe những đức niệm Phật mỗi ngày, nghe những đức giảng pháp mỗi ngày, cứ nghe những đức giảng pháp để cởi mở tâm tư. Cuộc đời con của mình đối xử với mình như thế nào thì con của họ sẽ đối xử với họ như thế đấy. Giọt nước trước nhiễu làm sao thì giọt nước sau nhiễu như vậy. Nên người nghe đạo có cơ hội hiếu với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ thì nỗ lực mà làm, đừng nên để lỡ qua cuộc đời mình khi được hiếu với cha mẹ. Những điều những đức chia sẻ này, những đức có cảm giác vì chùa mình rất nhiều người già. Những đức thường nói rằng các cụ già trong chùa cứ xem những đức và các quý thầy, các cô, các chú đều là con cái của các cụ đi. Các cụ cứ cố gắng sống bình yên niệm Phật, không cần lo nghĩ gì cả. Vì con của mình đã lo xong rồi. Đến lúc này mình được có duyên trong ngôi nhà Tam Bảo, các cụ khỏi cần nặng nề bận tâm. Hãy sống vui vẻ niệm Phật. Đây là ý nghĩa nhất của cuộc đời mình.
Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không tối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.